Chào các bạn. Trong bài thời hôm nay, chúng ta sẽ viết chương trình sắp xếp mảng. Về yêu cầu của bài lập trình này như sau. Đầu tiên, các bạn hãy thiết kế form chương trình sắp xếp mảng. Form này gồm có 3 trường tách field. Trường tách field thứ nhất là chúng ta cho phép người dùng nhập vào một dãy số cách nhau bằng dấu phẩy. Và trường tách field nhập mảng này là chúng ta yêu cầu bắt buộc người dùng phải nhập liệu vào. Nếu người dùng không nhập liệu vào thì chúng ta sẽ báo lỗi. Và chúng ta cũng thiết kế 2 trường test field. Một trường test field mảng tăng dần và một trường test field mảng giảm dần. Thì 2 trường test field này là dùng để xuất ra mảng sau khi mà chúng ta sắp xếp nó tăng dần. Ví dụ ở đây người dùng nhập vào một mảng cách nhau bằng dấu phẩy, sau đó người dùng bấm nút sắp xếp tăng hay giảm, thì nhiệm vụ của các bạn là hãy lập trình để làm sao chúng ta sắp xếp lại các phần tử bên trong cái mảng mà người dùng nhập vào này theo chiều tăng dần, và chúng ta cũng sắp cái mảng mà người dùng nhập vào này theo chiều là giảm dần. Thì trong bài này các bạn sẽ học kỹ thuật sắp xếp mảng tăng dần và sắp xếp mảng giảm dần. Và trong form thì các bạn cũng thiết kế thêm một cái button sắp xếp tăng hay giảm. Yêu cầu form này là các bạn hãy thiết kế bằng HTML version 5.CS3 và phải đáp ứng được chuẩn RWD, có nghĩa là form chương trình sắp xếp mảng của các bạn phải làm sao chạy được trên desktop và chạy được trên cả các thiết bị di động hay là các thiết bị tablet. Ví dụ như là trang chương trình sắp xếp mảng của chúng ta khi chạy trên thiết bị di động với kích cỡ là 320x480, hay là chạy trên di động với kích cỡ là 480x800, thì giao diện trang form của các bạn thiết kế làm sao phải đáp ứng được về mặt độ rộng, không bị vỡ layout. Thì đó là yêu cầu về phần thiết kế giao diện và phần lập trình. Thì trong phần thực hành đầu tiên này thì các bạn hãy thiết kế giao diện trước, còn phần lập trình thì chúng ta sẽ thực hành trong bài thực hành kế tiếp. Bây giờ các bạn hãy mở chương trình Reviewer lên. Trong website, các bạn hãy tạo ra một cái trang web mới. Chúng ta đặt tên trang web là ví dụ sắp xếp mảng. Bây giờ các bạn hãy mở trang ví dụ sắp xếp mảng này lên. Các bạn hãy mở trang form HTML version 5.tt lên. Và các bạn hãy đánh dấu copy toàn bộ tất cả các thẻ HTML mẫu bên trang này. Các bạn dán đè qua bên trang ví dụ sắp xếp mảng. Sau đó các bạn lưu trang của chúng ta lại. Bây giờ các bạn hãy thử review trang của chúng ta thử. Thì trang của chúng ta thì hiện tại trang ví dụ sắp xếp mảng này chưa có gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái form này cho giống với yêu cầu của đề bài. Thứ nhất là chúng ta đặt tên cho tiêu đề trang, tên của form. Và chúng ta sẽ thiết kế form của chúng ta có 3 test field và một nút nhấn. Bây giờ tiêu đề trang web thì các bạn đặt bên trong thẻ title. Ở đây chúng ta đặt là chương trình sắp xếp mảng. Về form name thì form name ở đây á, chúng ta có thể đặt tên cho nó là sắp xếp mảng luôn. Phương pháp của form thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là bot. Tiêu đề của form thì chúng ta sẽ đặt là chương trình sắp xếp mảng. Thì trong cái section thứ nhất chúng ta có một cái text field, thì cái text field này chúng ta cũng chưa có đặt tên. Và chúng ta có một cái nhãn, thì cái nhãn đầu tiên yêu cầu của chúng ta ở đây chúng ta đặt tên là nhập mảng. Ở đây chúng ta đặt tên cho nhãn là nhập mảng. Tên của cái nhãn này thì chúng ta có thể đặt tên là mảng đi. Tên của cái test field, ví dụ chúng ta đặt tên cho nó là mảng. Thì trường test field mảng này là dùng để nhận dãy số người dùng nhập vào, và các con số trong dãy số này sẽ cách nhau bằng dấu phẩy. Thì trường này là yêu cầu bắt buộc người dùng phải nhập liệu vào. Do đó chỗ này chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính là require để yêu cầu người dùng bắt buộc nhập liệu vào. Nếu người dùng không nhập liệu vào thì chúng ta sẽ báo lỗi bên trong thuộc tính title.
Ví dụ chúng ta sẽ báo lỗi là xin vui lòng nhập vào các phần tử của mảng cách nhau bằng dấu phẩy. Về tuần tiếp thì chúng ta cũng có thể đặt vào. Thì cái tool tip này thì các bạn muốn đặt sao cũng được. Cái tool tip này sẽ xuất hiện khi người dùng di chuyển chuột vào bên trong test field. Bên trong cái thẻ input này thì chúng ta có thể sử dụng thêm thuộc tính nữa là autofocus để chúng ta đưa con chỏ chuột vào bên trong cái trường test field mảng của chúng ta. Bây giờ các bạn hãy thử review thử trang form chúng ta. Thì trang form chúng ta đã có tiêu đề trang, tiêu đề của form, và chúng ta đã có được một trường test field tên là nhập mảng. Về độ rộng của trường test field này thì ví dụ chúng ta có thể cho dài hơn, ví dụ đây chúng ta sử dụng last là 3 cột. Cái nút này thì chúng ta sẽ đặt tên cho nó là sắp xếp tăng hay là giảm. Thì ở đây chúng ta có một cái section đang chứa một cái button. Thì cái button ở đây chúng ta đặt tên cho nó là button tính. Màu nút thì ví dụ chúng ta cũng đặt là màu blue. Cái nhãn ở đây chúng ta sẽ ghi là sắp xếp tăng hay giảm. Các bạn lưu lại. Các bạn review thử trang của chúng ta lại thử. Thì ở đây chúng ta đã có được một cái nút. Bây giờ chúng ta cần thêm hai trường test field nữa. Một trường test field là mảng tăng dần và mảng giảm dần. Thì hai trường test field này chúng ta có thể copy từ cái section nhập mảng. Các bạn copy từ section bên trên này, các bạn dán xuống sau cái section của cái nút. Ở đây chúng ta sẽ ghi là mảng tăng. Cái tên nhãn thì ví dụ đây chúng ta đặt tên luôn là mảng tăng. Tên của cái test field của chúng ta đặt tên là ví dụ như là mảng tăng. Thì đối với cái test field này là dùng để xuất ra kết quả của mảng sau khi chúng ta đã sắp xếp tăng dần. Do đó là chúng ta không cần sử dụng các thuộc tính là require. Chúng ta không yêu cầu người dùng phải nhập liệu vào. Mà chỗ này chúng ta sẽ sử dụng tính là read only để chúng ta không cho phép người dùng sửa kết quả. Cái tool tiếp thì chỗ này chúng ta ghi là mảng sắp xếp tăng dần. Mảng đã sắp xếp tăng dần. Các bạn lưu lại. Các bạn review thử lại trang của chúng ta thử. Vậy chúng ta đã có được một trường là mảng tăng. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế thêm một trường nữa là giảm dần. Ở đây chúng ta để là mảng tăng dần, hoặc là để là tăng dần, hay là mảng tăng hay là mảng giảm cũng được. Ở đây thì người ta chỉ yêu cầu chúng ta ghi là chữ tăng dần thôi. Do đó chỗ này chúng ta ghi là tăng dần thôi. Thì thực tế chỗ này là chính là cái mảng tăng dần mà sau khi chúng ta đã sắp xếp xong. Thì chúng ta ghi rõ ràng luôn đi là mảng tăng dần. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái mảng tăng dần này xuống bên dưới để chúng ta tạo một trường test field dùng để xuất ra mảng giảm dần sau khi chúng ta đã sắp xếp xong. Chỗ này chúng ta sẽ tạo ra là mảng giảm dần. Thay vì chỗ này là mảng tăng thì bây giờ chúng ta đặt tên là mảng giảm. Cái tên của test field này ví dụ chúng ta đặt tên là mảng giảm. Chỗ này chúng ta ghi chú tool tip là mảng đã được sắp xếp giảm dần. Sau đó các bạn lưu lại. Vậy là chúng ta đã có thêm một trường test field dùng để chứa mảng giảm dần. Bây giờ chỗ này chúng ta còn một cái nhãn ghi là sau khi sắp xếp. Thì chỗ này chúng ta sẽ chèn vào một cái section
nằm phía sau cái bút tông. Các bạn có thể chèn thêm một cái section vào. Trong cái section này thì các bạn sẽ sử dụng thẻ B để chúng ta tạo ra một đoạn văn bản. Chỗ này thì chúng ta ghi cái nhãn, ví dụ như là sau khi sắp xếp. Giờ chúng ta ghi cụ thể luôn đi là mảng sau khi sắp xếp. Các bạn lưu lại. Các bạn review trang của chúng ta lại. Vậy là chúng ta đã có được một cái nhãn, đây là mảng sau khi sắp xếp. Vậy là chúng ta đã thiết kế được một form chương trình sắp xếp mảng. Trong form này có 3 trường tích field và một nút bấm dùng để sắp xếp mảng tăng hay là mảng giảm. Thì đó là yêu cầu của phần đầu trong bài viết chương trình sắp xếp mảng hôm nay của các bạn. Còn về phần lập trình thì chúng ta sẽ viết trong bài thành kế tiếp. Chúc các bạn thực hành bài lab này thành công. Chào các bạn.